xưng anh chàng là người Mỹ gốc Việt. Vậy thì để Nhiên phân tích cho tất cả các anh chị em. Thực ra thì Nhiên cũng giống như anh An Bình Tâm và tất cả các anh chị em Việt Kiều ở đây. Chúng ta dùng cái từ, chúng ta cứ mường tượng là những người Việt Kiều có quốc tịch Mỹ thì người đó được gọi là người Mỹ gốc Việt. Nhưng Nhiên khẳng định với lại tất cả các anh chị em một điều là người Việt Kiều có quốc tịch Mỹ nhưng mà không được gọi là người Mỹ quốc Việt, mà những người này chỉ được gọi là công dân Mỹ. Vì sao Nhiên nói Nhiên phủ nhận Nhiên không phải là người Mỹ quốc Việt, gốc Việt? Thì vì sao mà Nhiên nói là Nhiên không phải là người Mỹ gốc Việt? Thì tại vì các anh chị có biết vì sao mà gọi là những người mà gọi là người Mỹ gốc Việt là những người thuộc nhóm như thế nào? Là những bé sanh ra tại Mỹ, được sanh ra tại Mỹ thì mới được gọi là người Mỹ gốc Việt. Còn tất cả các anh chị em đi qua Mỹ theo diện du càng, hoặc là theo diện hôn nhân hôn thê, hoặc là theo diện người thân bảo lãnh, thì tất cả những người này giống như An Nhiên cũng được gọi là công dân Mỹ thôi. Chỉ được hợp thức hóa là công dân Mỹ tại vì sau bao nhiêu ngày sinh sống tại Mỹ, thì sau bao nhiêu năm, ít nhất là 5 năm sinh sống tại Mỹ, thì để cho mình hòa nhập với lại cộng đồng Mỹ và mình hiểu biết thêm về đất Mỹ và hiến pháp Mỹ, mình phải cần học những cái luật lệ của Mỹ, và mình phải thuộc tất cả những cái điều lệ của Mỹ. Thì sau khi interview, có nghĩa là sau khi phỏng vấn xong, thì sẽ được đậu thì sẽ được vào quốc tịch Mỹ. Thì như An Nhiên và tất cả các anh chị em đã có quốc tịch Mỹ thì chúng tôi chỉ được gọi là công dân Mỹ thôi, chứ không phải được chứ chứ không gọi là người Mỹ gốc Việt nha. Cho nên là mình phải cần phải phân biệt là thế nào là người Mỹ gốc Việt mà thế nào là một người công dân Mỹ. Người Mỹ gốc Việt là những người được sanh ra tại nước Mỹ. Họ được sanh ra tại nước Mỹ nhưng mà cái nguồn gốc của họ là người Việt, cho nên họ có quốc tịch Mỹ ngay lập tức và họ được gọi là citizen, có nghĩa là người Mỹ nhưng mà gốc thì là Việt. Còn như Nhiên và tất cả các anh chị em Việt Kiều mà có quốc tịch Mỹ thì gọi là citizenship, thì cái từ này dành cho những người mà gọi là người công dân của nước Mỹ thôi, chứ không có phải là một người Mỹ gốc Việt. Cho nên là tất cả các bạn phản động và tất cả các anh chị ở chế độ cũ, người ta luôn có một câu nói là chúng ta là người Mỹ, chúng ta cần phải bảo vệ đất nước Mỹ. Thì Nhiên phủ nhận cái điều này, tất cả các anh chị đó không phải là người Mỹ. Tại vì các anh chị mà vào độ tuổi khoảng đi qua Mỹ, lúc mà mình sanh ra tại Việt Nam mà mình đi qua Mỹ thì không được công nhận là người Mỹ. Đó. Thì cái câu này thì lát nữa Nhiên cũng sẽ phản biện và cái ý chính sâu xa hơn. Tại vì các anh chị nói là các anh chị là người Mỹ, các anh chị cần phải bảo vệ nước Mỹ. Vậy thì Nhiên chỉ hỏi là các anh chị là người Mỹ nhưng mà dòng máu của các anh chị là người gì? Các anh chị chỉ được công nhận là công dân Mỹ thôi mà các anh chị ra rả muốn bảo vệ cho đất nước Mỹ. Nhưng mà cái dòng máu của các anh chị là người Việt Nam, mà các anh chị lại muốn lật đổ đất nước Việt Nam, lại muốn đập phá đất nước Việt Nam. Vậy thì người Mỹ nào mà chấp nhận cho một con người mà có một cái tánh phản bội như vậy, một cái tánh ngỗ nghịch như vậy, bước vào đất nước văn minh của họ? Đúng không các anh chị? Nhưng phân tích như vậy đúng chưa? Nếu đúng thì like một cái đi coi. Còn nữa thì Nhiên phản biện, ngày hôm nay Nhiên phản biện Sơn Tây, cái vấn đề mà livestream ngày hôm qua của Duy Nguyễn, Sơn Tây đã quá
khốn nạn đến mức độ mà buông một cái câu kêu là du học sinh Việt Nam cút khỏi, sao không cút khỏi nước Mỹ đi. Vậy thì để Nhiên phân tích cái điểm này. Sơn Tây và tất cả các anh chị em phản động hay nói là nước Việt Nam là một nước nghèo, đúng không? Kêu là Việt Nam là nghèo nàn này nọ khác kia ABC, hay đứng xếp hàng ở C4 Lê Dẫn để mà mong được cái vé đi Mỹ này nọ khác kia luôn. Ok, rồi tôi không có phản biện cái vấn đề mà các bạn nói là nước Việt Nam nghèo. Ok, tôi không phản biện vấn đề này. Nhưng mà tôi chỉ khẳng định một điều là du học sinh và những người du lịch đi qua Mỹ, họ không phải là thành phần nghèo. Vì sao tôi nói như vậy? Vậy thì để Nhiên nói. Du học sinh là những người được chính phủ Mỹ mời qua đi học. Và họ phải trải qua những cái trắc nghiệm, phải đầy đủ kiến thức thì họ mới được đi qua Mỹ, đúng không? Họ mới được đi qua Mỹ để tu học và để học hỏi thêm những cái nền văn minh của nước Mỹ. Thì khi mà chính phủ Mỹ cấp giấy visa cho du học sinh đi qua Mỹ thì phải có đóng những cái khoản tiền nhất định. Thì những người du học sinh được phép đi qua Mỹ, họ là người đóng góp cho kích cầu cho nền kinh tế của Mỹ, là những thành phần nhà khá giả có tiền mới đi qua Mỹ ăn học được. Một năm du học sinh, cứ một người du học sinh qua Mỹ học thì đóng góp cho nước Mỹ ít nhất là 50.000 đô một người. Chưa kể nhưng tính luôn cả phần chi phí ăn uống luôn đi, nhưng không có tính cho nó nhiều quá đi, nhiều quá thì các bạn đó sẽ tự stress mà học máu ra chết nữa. Cho nên thôi mình chỉ tính cái con số 50.000 cho một người du học sinh thôi. Ok, rồi những người du lịch thì sao? Họ cũng phải đóng những cái khoản tiền và phải chứng minh cho đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam biết được là họ có tài sản và có những cái mối ràng buộc ở Việt Nam để cho người ta thấy họ đi qua Mỹ du lịch họ cũng sẽ có bắt buộc họ phải về lại nước Việt Nam. Cho nên là những người đi du lịch qua bên Mỹ cũng là những người có tiền nhân sân tây nha các bạn Mỹ Màu và tất cả các bạn phản động ha. Nhưng bao gồm những người mà đang đập phá đất nước Việt Nam để nghe tôi phân tích cái điều này. Các anh chị nói nước Việt Nam nghèo, bần hèn đứng ở số 4 Lê Dẫn để mà xếp hàng đi Mỹ. Tôi nói cho các anh chị nghe một điều. Số 4 Lê Dẫn không phải ai cũng có thể được phép vào đó để xếp hàng. Nhưng mà những người mà đứng ở xếp hàng số 4 Lê Dẫn là những người có tiền. Đó, những người có tiền và họ đã đóng góp rất là nhiều cho cái lệ phí của đại sứ quán của Mỹ, của nước Mỹ. Và họ là những người kích cầu kinh tế của đất nước Mỹ để đem đến những cái đồng tiền trợ cấp cho các bạn lười biếng lao động ở bên Mỹ ăn những cái đồng tiền welfare. Và trợ cấp cho những kẻ giống như là đồng bọn của Sơn Tây vậy đó. Chẳng hạn như Jason Boy hay là Hùng Lân hay là những kẻ đứng ở lên trên này sủ về đất nước Việt Nam, Tân Thái, Benny Trương, những kẻ mà tập nguyền này nọ đó, là cũng từ những cái nguồn tiền của du học sinh Việt Nam, một phần của du học sinh Việt Nam và những người du lịch ở Việt Nam đi qua đây kích cầu kinh tế, cho nên là chính phủ mới có được một số tiền. Bây giờ tôi chỉ nói một người đi du lịch đi thì cái giá đóng cũng là 1.000 đô ha, giấy tờ này nọ khác kia 1.000 đô la cộng thêm tiền mua vé đi, là tôi nói là bên Việt Nam được 1.000 và bên Mỹ được 1.000, đó là 2.000. Ok, là cứ một người du lịch thôi là
chính phủ Mỹ thu được 2.000 đô. 10 người là 20.000 đô, 100 người là 200.000 đô, 1.000 người là có 2 triệu đô rồi. Một năm ở nước Việt Nam mình bao nhiêu người đi du lịch qua Mỹ ta? Hả? Các anh chị nhân cấp số lên giùm cho Nhiên một cái, bao nhiêu người đi du lịch qua Mỹ ở Việt Nam mình? Và bao nhiêu người du học sinh? Các anh chị cho Nhiên con số chính xác du học sinh qua Mỹ một năm ít nhất là bao nhiêu người? 20.000 người hay 30.000 người? Đúng không? Đó, 20.000 người đây thôi, Nhiên cho là 20.000 người du học sinh đi qua Mỹ. Cứ một người là chính phủ Mỹ có được 50.000 đô. 10 người là 500.000 đô, 100 người là 5 triệu đô, 1.000 người là 50 triệu đô. Nhân lên một cái nữa coi, 10.000 người là bao nhiêu? 500 triệu đô. 20.000 người là 1 tỷ đô. 1 tỷ đô để làm gì? Để chu cấp cho những thằng giống như Benny Trương á, những thành phần mà làm gánh nặng cho nước Mỹ đó. Đó, những thành phần giống Benny Trương, Tân Thái, những đứa mà lên trên này đang chửi ông Trump á, tại vì không được hưởng những cái phần trợ cấp của ông Trump. Cho nên cái số tiền của những người mà du học sinh và du lịch ở Việt Nam á, đứng ở số 4 Lê Duẩn mà các người kêu là những người đó là những người bần hèn nghèo khổ đó, thì các người đang hưởng tiền từ những người du học sinh và những người du lịch tại Việt Nam đi qua nước Mỹ đó. Vậy thì các người có đủ tư cách gì mà dùng từ là du học sinh cút khỏi nước Mỹ hả? Sơn Tây có cái nick Trương Phạm là hiện tại bây giờ á, ổng lóc Nhiên rồi, nhưng mà Nhiên nghe là Nhiên ngứa gan, tại vì á lâu nay á là Nhiên á cũng đã rất nhiều lần mình cũng muốn lên mình nói, nhưng mà đôi khi mình cũng nghĩ là mình cũng chạnh lòng. Tại vì sao? Tại vì mình cũng là một công dân của nước Mỹ, đúng không? Nhưng mà mình được có người gọi mình là người Việt gốc cây, nghe cũng chạnh lòng cho các bạn. Nhưng mà mình thích cái câu là người Việt gốc Việt hơn là người Việt gốc cây. Tại vì người Việt gốc Việt là sao? Là có nghĩa là tôi ở bên Mỹ nhưng mà nguồn gốc của tôi là ở Việt Nam. Tôi là người Việt, tôi là người Việt Nam và tôi luôn luôn có những cái điều quan tâm tới đất nước Việt Nam mình. Thì cái đó là người Việt gốc Việt. Còn á, người Việt gốc cây á, là những kẻ mà lâu nay chúng ta cứ gọi đó là Mỹ màu á, đúng không? Mỹ màu, nhưng mà họ không phải là người Mỹ, họ là người Việt. Nên nhớ, những người mà chỉ có quốc tịch Mỹ, không sanh ra tại Mỹ, chỉ là công dân Mỹ chứ không phải là người Mỹ gốc Việt nha. Các anh chị đừng có vỗ ngực xưng tên là người Mỹ gốc Việt ở đây, nghe nhục lắm, biết không? Rất là nhục. Tại vì cái từ này không dành cho các vị. Cái từ mà người Mỹ gốc Việt không dành cho các vị, không dành cho Sơn Tây, không dành cho những cái thành phần mà có quốc tịch Mỹ rồi tự xưng vỗ ngực xưng tên ta đây là người Mỹ, không phải là người Việt nữa. Các vị chỉ là ăn nhờ ở đậu tại nước Mỹ thôi. Các vị tuy là có quốc tịch Mỹ nhưng khi phạm luật phạm tội thì vẫn bị đuổi, vẫn bị tịch thu cái quốc tịch và đuổi về Việt Nam như thường. Chỉ có những người sanh ra tại Mỹ là họ phạm tội thì họ chịu án và họ vẫn được ở lại Mỹ. Tại vì họ là người Mỹ, biết đuổi họ đi đâu bây giờ. Rồi còn một điểm nữa là có ai á mà thấy là người Mỹ thi quốc tịch không quý vị? Không có, đúng không? Nhưng mà những người mà chúng ta đang gọi là Mỹ màu, giống như mấy người phản động đó. Còn tôi thì tôi không gọi tôi là Mỹ màu, tôi là công dân Mỹ. Thì khi cái thời gian mà mình qua, mình phải thích ứng với môi trường Mỹ và học những cái luật pháp của Mỹ xong, thì sau 5 năm thi quốc tịch, mình có được quốc tịch thì mình là công dân thôi, công dân hợp pháp thôi, đúng không? Chứ không phải là người Mỹ. Những trường hợp này chỉ có thể làm được những cái công ty nhỏ, hoặc là học giỏi hơn tí xíu nữa thì có thể làm được những cái chức vụ nhỏ ở chính phủ chẳng hạn. Nhưng mà muốn được cao hơn, vô Nhà Trắng thì hơi bị khó nha, hơi bị khó. Chỉ dành cho những em, những cháu được sanh ra tại Mỹ, giống như cháu của Nhiên á, 4 đứa cháu của Nhiên á, thì tụi nó vẫn có quyền trong tương lai, nếu như tụi nó có những cái ước mơ làm tổng thống Mỹ thì tụi nó vẫn có quyền được làm. Tại vì nó là người Mỹ gốc Việt, đúng không? À,
thì là Nhiên nói như vậy để cho các anh chị phải khẳng định được là họ nằm trong vị trí nào, và các anh chị đó không được quyền đuổi những du học sinh và những người du lịch cút khỏi nước Mỹ. Các anh chị dùng cái từ cút khỏi nước Mỹ giống như Sơn Tây, một cái câu phát ngôn rất là ngu xuẩn và ngỗ nghịch và mất dạy vô cùng. Và tôi hỏi anh có quyền gì mà anh đuổi những du học sinh và những người du lịch cút khỏi nước Mỹ? Họ được đi qua Mỹ, được chính phủ Mỹ hợp pháp công nhận cho họ được đi qua đây học hành và tham quan du lịch ở nước Mỹ. Họ đóng góp cái tài chính cho đất nước Mỹ để kích cầu kinh tế nước Mỹ, đưa nước Mỹ đi lên, đưa nước Mỹ, đưa nền kinh tế Mỹ đi lên. Họ là những người nuôi những kẻ bất tài vô dụng giống như các người, những kẻ lười biếng lao động, những kẻ xin tiền thất nghiệp, những kẻ xin tiền quay phe, những kẻ xin tiền bệnh, rồi những kẻ xin tiền tật nguyền đó, ra làm giấy tờ giả. Tôi bị bệnh, tôi mất hết khả năng làm việc ABC để xin tiền, nghỉu tay xin tiền, thì quý vị không thua gì một kẻ ăn mày cả. Mà ăn mày, quý vị ăn mày này là ăn mày lừa đảo. Còn người ta khi người ta ăn mày là do hoàn cảnh, do những cái bệnh tật, không có sức lao động, người ta ăn mày ăn xin, đó là cái số mệnh số phận của người ta. Nhưng mà quý vị lừa đảo, quý vị xin những khoản tiền đó là quý vị là những cái thành phần lừa đảo, những thành phần làm trì trệ cái sự phát triển của đất nước Mỹ. Vậy thì các vị có quyền gì mà các vị lại đuổi những người mà đem đến chén cơm cho quý vị? Quý vị có quyền gì mà quý vị lại dám đuổi khách mời của Tổng thống Mỹ? Đúng không cả nhà? Du học sinh và những người đi du lịch qua Mỹ, đó là những vị khách mời của nước Mỹ đó. Một người Gano, một người hả Gano mà dám đi đuổi khách mời của chủ, chân lý nào ở đây vậy hả? Nói cho tôi nghe coi, các vị chỉ là Gano thôi, Gano của một cái căn nhà biệt thự mà dám đi đuổi khách VIP của chủ nhân căn nhà đó hả? Quý vị quá đáng lắm rồi, quý vị không biết thân phận mình là như thế nào hả? Người ta nói á, làm Gano da bọc thì cũng giống như là con chó nó giữ nhà vậy đó, cắn khách mời á, chủ nhà nó đập cho bể mỏ, đúng không? Thì các vị dám đuổi du học sinh với lại những người du lịch ra khỏi nước Mỹ, trong khi á nước Mỹ thu tiền của những người đó, làm sao mà quý vị có đủ tư cách để đuổi những người đó hả? Nói tôi nghe coi, quý vị tự đập đổ chén cơm của mình nè, trong khi những người đó là những người ân nhân đem đến cho quý vị cuộc sống hàng ngày đó, đúng không cả nhà? Đúng thì like và tim cái coi để mà khí thế nó tiếp nè. Đó, vậy thì tôi hỏi những bạn phản động và những bạn a du a tầm theo những kẻ ăn tục nói phét, rồi ăn nói là không biết trên nhường dưới, không biết mình chui ra từ đất nẻ nào, từ đường nẻ nào, đúng không? Các bạn có quyền phủ nhận đất nước Việt Nam, nhưng mà các bạn không thể nào phủ nhận cái người sanh ra các bạn được. Quý vị không thể phủ nhận được cái nguồn gốc của quý vị. Quý vị làm cỡ nào, người Mỹ da trắng cũng coi quý vị là dân da màu, dân da vàng. Da vàng thì thu hơn cấp bậc của những người Mỹ da đen nữa đó ha. Cho nên nó dùng cái từ cút khỏi nước Mỹ, tại sao du học sinh không hắn ta dùng cái từ là Sơn Tây Khơ, dùng cái từ là du học sinh, sao mà tiếc cái mạng cùi nữa gì, ý nói là nước Việt Nam chữa dịch Covid giỏi, chỉ có một số tiền như vậy mà tiếc cái mạng cùi mà ở lại đây ăn bám nước Mỹ, sao không cút khỏi nước Mỹ?
Ông sơn tây kia ông có quyền gì mà ông đuổi du học sinh cút khỏi nước Mỹ, trong khi á người ta đóng bao nhiêu tiền rồi, bây giờ có dám hồi lại cái số tiền đó cho người ta hay không hả? Biết bao nhiêu sự tổn thất cho nước Mỹ không, trong khi nền kinh tế của Mỹ hiện tại bây giờ qua cái dịch Covid nó đang rất là trên đà đi xuống chứ không phải trên đà đi lên hả? Nghe nghe đang rất là nghe tưởng ham lắm là trên đà kinh tế Mỹ lên, không có, đang tuột dốc. Thì chính phủ Mỹ đang cần những cái đồng tiền của các em các cháu du học qua đây đó, và họ cần những người du lịch qua đây nữa. Nhưng mà mình nói cho bạn nghe một điều này nữa, số 4 Lê Dưỡng bây giờ hiện tại bây giờ thì chắc chắn là vắng tanh rồi. Tại vì sao? Dịch Covid đường bay đã chặn rồi thì làm gì có cái vụ mà đứng xếp hàng nữa, đúng không ha? Còn người ta xếp hàng ngay số 4 Lê Dẫn á, là người ta đem tiền đến cho nước Mỹ nha, đem tiền đến nước Mỹ. Như em Duy Nguyễn nói đó, các bạn xếp hàng đi ăn KFC á, KFC ở đây á, là những là cái món là món ăn nhanh, là dành cho những người mà lao động chân tay bậc thấp nhất của nước Mỹ á, ăn những cái món đó đó. Đó, cái đó mới là nhục. Nhưng mà mình á, mình nghĩ đó không gọi là nhục. Thì mình nghĩ là ok, những người mỗi người có một cái sở thích ăn uống riêng. Ha, bạn có quyền chọn. Bạn có quyền chọn. Đó là quyền tự do nơi nước Mỹ. Nhưng mà không hẳn là được tự do ngôn luận tại nước Mỹ nha. Tôi phân tích rất là nhiều lần rồi. Ở Mỹ không có tự